Dạ vâng, em Quang Minh Auto xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn trở lại kênh mua bán ô tô cũ của em Quang Minh Auto. Ngày hôm nay là một buổi chiều rất là đẹp trời và Quang Minh Auto mới về một mẫu Toyota rất là đẹp và tranh thủ lên sóng gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn cùng xem và tham khảo. Vâng, trước mắt chúng ta thì quý anh chị cũng có thể nhận ra là một chiếc mang thương hiệu của Toyota, một xe Innova quen thuộc. Mẫu xe này thì đã chiếm cảm tình của rất nhiều người dân ở thị trường trên thế giới cũng như ở thị trường Việt Nam. Vâng, quý chị các bạn cũng có thể thấy là chiếc xe này mang lớp sơn màu bạc rất là sang trọng. Đấy, anh chị có thể thấy là nó mang lớp sơn màu bạc. Vâng, và phong dáng rất là sắc nét và căng cứng. Nên xem qua tổng thành một chút để mọi người có thể xem và cảm nhận chiếc xe này còn đẹp ở những điểm gì và không đẹp ở những điểm gì. Mặc dù chiếc xe này là một chiếc xe phiên bản năm 2009 nhưng quý anh chị và bạn cũng có thể thấy là chất xe phong dáng còn rất là đẹp. Đây mọi người thấy là đường gần gờ, các khe chỉ là rất là thẳng, lốp lá còn rất là mới và đây là rãnh lốp tổ rất là sâu, là răng theo xe sassy còn rất là cứng. Còn bên của mình thì cũng chuyên mua bán ký gửi tất cả các dòng xe cũ đã qua sử dụng. Vậy thì anh em là muốn mua, muốn bán, muốn trao đổi, muốn review hay là muốn kết nối khách, để bên của mình sẽ là kênh để trung chuyển và cung cấp thông tin tư vấn anh em. Chúng ta sẽ sang phần gần bẹ để mình xem. Sassy xe là rất là cứng, chưa có dấu hiệu của mục mọt hay là than gì. Đúng không? Rất là ok. Đây, chúng ta xem phần keo chỉ của chiếc xe còn rất là zin. Keo chỉ này còn rất là zin có anh em nhé, rất là thẳng và phẳng, keo chỉ xịn của xe. Đây, keo chỉ xịn thì ấn vào nó sẽ phục hồi lại anh em ạ. Đó, và keo chỉ xịn thì nhìn nó sẽ khác, anh em nào biết kỹ thuật thì sẽ biết. Cột kèo, keo chỉ đây. Đây, cột kèo mọi người sẽ xem này. Đấy, cột kèo này rất là zin. Đây, các chị cột kèo đây, anh em xem rất là thẳng phẳng. Ốc chốt bản lề, ốc cánh cửa chốt bản lề rất là đẹp. Nguyên rất là phẳng, anh em xem đi, rất là đẹp. Xe này thì bên Quang Minh mới về thì xe chủ lên sóng ngay để giới thiệu anh em. Vậy thì anh em nào đúng chân thì hãy điện thoại cho Quang Minh để biết giá. Giá anh em là điện càng sớm thì giá cho anh em càng tốt. Anh em ra là mới mua về thì cũng lấy một chút là lọc lá, lấy công một chút thôi để cho anh em lên tiền quay vòng thì để cho anh em giá đẹp nhất có thể. Đó, để anh em xem này, lốp lá phía sau đây, sassy rất là đẹp, răng các thứ rất đều sáng quắc, tay nắm cửa mở lốp chrome đẹp, chân kính đã được lắp rất là ok. Ra xe khám phần sau của chiếc xe, đây mọi người có thể thấy phía sau chiếc xe rất là đẹp. Đây, cánh đuôi gió, đèn báo phía sau đều rất ok. Camera lùi, cảm biến, cảnh báo. Đây có cả cái cản đây này. Đây, đây máy lổ đã chế bung ống bô kép đôi rồi, rất là êm mọi người. Đây máy lổ rất là êm phăng phắc đây. Đây mọi người xem một sassy phía sau của xe rất là đẹp. Sassy phía sau sơn cua rất là đẹp. Đây anh em xem phần keo chỉ phía sau đây, zin đét cả xe, keo chỉ rất là zin. Đây anh xem này, từng rãnh cốp, rãnh thoát nước này gần gờ rất là phẳng, sắc nét. Mặc dù
2009 đến giờ là 11 năm. Thì phải nói là chiếc xe vẫn giữ được cái phong dáng rất là đẹp. Xe này, anh em về chỉ yên tâm đổ xăng và đi thôi, không phải làm thêm gì cả anh em ạ. Và chiếc xe hiện tại đang chạy rất ổn định. Nên các mình cũng muốn chiếc xe gửi đến chiếc xe chất lượng để phụ quý anh chị các bạn đi về yên tâm, và nó sẽ để anh em về đi lại sử dụng cho nó tốt và không bị phải sửa chữa hay có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ cắm vào khoang động cơ của khoang buồng lái của chiếc xe và khoang động cơ để mình cùng xem. Đây anh em nhé, đã chiếc xe này, chiếc xe đây anh em thấy không, rất là đầy đủ, khoang lái động cơ rất là phòng lái, nội thất rất là sang sáng sạch sẽ. Màn hình analog, điều hòa vô lăng cửa sổ rất là sáng anh em này. Xe chạy cũng gia đình, thi thoảng chạy một chút vụ thôi chứ không nhiều lên được mọi người thế này. Cổ số rất là sắc nét, vô lăng rất là đây, cỏ rất là to, anh em xem kính chỉ điện bảng tắt lô. Con này đô chạy 14 vạn anh em nhé, chạy 14 vạn thôi, 11 năm chạy 14 vạn mà có báo chuẩn luôn để anh em biết thông tin. Thực ra là những xe này là với đôi này thì chạy không nhiều đâu anh em. Anh em thấy điều hòa vào vùng đây, bản đồ rất là đẹp, rất là chất. Xin làm tất cả mọi cái chức năng của con mình sẽ test cho anh em rất là ok. Đây gạt mưa cũng rất ok đây, kính chỉ điện cũng rất ok. Đây anh em này, cái chỉ điện ok này. Đấy, cái chỉ điện ok rồi. Đấy, cái chỉ điện ok đây. Đây anh em xem phần khoang động cơ của chiếc xe đây. Động cơ 2.0. Rất là khỏe, máy nổ rất là êm đây. Chạy cả điều hòa đây anh em nhé. Rất là sạch, rất là chất, đầu vàng, vàng vách. Tất cả mọi thứ trên chiếc xe đều rất ok. Cao chỉ gần như còn zin. Phải nói anh em là những xe này thì nó là gần như lôi đồng cố đá rồi, quá bền. Đó như một con ngựa chiến thực sự, chi chiến bao nhiêu năm nó rất là khỏe và bền bỉ. Đây là cái máy nổ rất là êm. Đây là xe này là vừa về và bên em mua được, nên là khách bỏ đi họ cũng chưa vệ sinh phòng máy nha anh em nhé. Giờ đây mọi người thấy là option máy này, các thứ đều zin đét luôn, bóng bọc bọc. Để em mong mình mà vệ sinh là rửa phòng máy thì một chút là sẽ sáng quắc ngay. Giờ đây mong mình muốn quay mọc để anh em xem, để cảm nhận được chân thực của chiếc xe. Sau đây Quang Minh sẽ lái thử chiếc xe này để mọi người xem. Em tiến hành vào số bên tay và sẽ cảm nhận được côn số chiếc xe này ra sao. Côn ra ga vào rất nhịp nhàng, côn rất là bám anh em ạ. Trợ lái trợ lực rất là tốt, rất nhẹ nhàng. Đây em lái chiếc xe này, máy rất là khỏe, còn rất là chất. Đấy, vậy thì anh em nào xem video này thì hãy cảm thấy mẫu xe này đúng chân phù hợp thì hãy điện thoại cho Quang Minh qua số hotline là 0935199868. Địa chỉ của Quang Minh là tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Còn Quang Minh thì cũng rất cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi ủng hộ kênh cũng như là đã mua bán xe bên Quang Minh, thì cũng là những niềm tự hào và vinh hạnh cho Quang Minh. Và cũng rất là vui khi feedback của những anh em đã từng mua xe của Quang Minh về thì anh em dùng rất là tốt, và những anh em rất là cảm ơn Quang Minh vì đã
để lại cũng như là giới thiệu cho anh em nhiều mẫu xe là rất là hợp lý, và con mình cũng rất là vui về điều đó. Thì cũng là rất chân thành cảm ơn quý anh em đã tin tưởng, và con mình sẽ cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn các video, cũng như là gửi những đến em những video tốt hơn nữa, chất lượng cái mẫu xe tốt hơn nữa để phục vụ quý anh chị và các bạn. Vâng, những anh em nào mới xem video lần đầu thì hãy ủng hộ con mình một cách like, subscribe, ấn luôn chuông thông báo để sẽ nhận được các video thường xuyên con mình upload các mẫu xe trên kênh. Để anh em nào phù hợp thì hãy biết thêm thông tin. Vâng, chân thành cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Vâng, và luôn con mình luôn kính chúc anh em luôn có sức khỏe, may mắn và thành công, luôn an toàn trên nẻo đường, và luôn tìm cho mình mẫu xe chất lượng để phục vụ gia đình. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.